Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập thứ 3 về series Sòng Bạc Hoàng Gia nha. Ở tập trước thì mình đã đi đến sòng bạc, đập bom để phá hủy hệ thống bảo vệ an ninh rồi ha. Nhưng mà mình vẫn còn thiếu đồng đội và phương tiện để thực hiện phi vụ nha. Ui, xe cảnh sát, nó với ai vậy ta? Hết hồn các bạn ơi. Cái này gọi như là quái tặc Nhật mình đó. Ngày hôm nay là mình định tấn công đội cảnh sát để trộm xe bọc thép mà. Nên mình vừa thấy xe cảnh sát cái bên mình tưởng nó đuổi theo mình. Trời, giật mình luôn các bạn. Ok, thì hồi nãy tự nhiên nó đến đâu quên rồi ta. Cảnh sát nó chạy sát bên mình các bạn. Tự nhiên quên tiêu ráo rồi. Thì ở tập 3 ngày hôm nay mình sẽ đi đến đồn cảnh sát, tấn công đồn cảnh sát và trộm một lô xe bọc thép nha. Mình vừa nghe là bên cảnh sát các bạn vừa về một lô xe bọc thép và đang chuẩn bị giao cho đội đặc nhiệm SWAT ha. Ờ, mình quên chứ, ngày hôm nay mình đi cướp mà, chạy luôn các bạn ơi. Đứng chờ thì lâu lắm. Ui da. Trời ơi. Mình chào các bạn. Rồi, ở tập 3 này thì mình sẽ tá bất tử luôn nha. Mình nhớ như là hai tập trước mình tá bất tử rồi không ta? Mình cũng không có nhớ kỹ nữa các bạn, bởi vì mình ra khá là nhiều cái series luôn á. Nên mình tá bất tử cũng rất là nhiều. Bây giờ mình cũng không nhớ là tập 2 Sòng Bạc Hoàng Gia mình có tá bất tử hay là không nữa. Nhưng mà ở tập 3 này mình sẽ tá bất tử nha. Nào, chạy luôn luôn, chạy luôn. Con xe này quan trọng đó các bạn ơi. Có con xe này nó sẽ đỡ đam cho mình nha. Ai da, mình lại sai rồi các bạn. Con xe này là con Kuruma thường, không phải là con bọc thép. Hồi nãy mình lấy ra mà mình quên cái đọc tên đó nè các bạn. Trời ơi, chán ghê luôn. Thôi lỡ đó các bạn, chơi khô máu với cảnh sát luôn nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thử đấu súng tay đôi với cảnh sát. Đâu rồi ta? Ồ, đây các bạn. Ôi, cảnh sát nó đang bàn giao cho đội đặc nhiệm SWAT luôn các bạn ơi. Mình không biết là mình bắn nhau có lại hay là không đây. Kèo này căng quá, kèo này căng quá. Mình chỉ thủ theo có một cái giáp thôi các bạn. Rồi, thì lần đầu tiên mình sẽ thử bắn nhau với cảnh sát để xem là mình tồn tại trong vòng bao lâu nha. Lần thứ hai mình sẽ cướp các bạn. Lần đầu tiên thì mình bắn nhau đi. Ui, nhảy xuống cái thòm luôn các bạn ơi. Đấy, từ 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 thôi, từ thôi. Để mình lấy súng ra đã. Thời tiết hình như hồi nãy mình quên chỉnh rồi các bạn. Nó có khá là nhiều sương mù luôn. Rồi, weather nè. Extraction. Một phát mà thôi các bạn. Trời trong dẻo liền luôn á. Rồi. Free time này các bạn, cho thời gian đứng lại luôn. Để mình chỉnh súng này các bạn ơi. Tự nhiên mình quên chỉnh súng rồi. Weapon nè. Rồi heavy. Đó, cây này nè các bạn ơi, Barrett mà MK2 nha. Có cả giảm thanh luôn. Ngon lành, ngon lành, ngon lành. Mình sẽ tìm một cái góc đẹp nào đó mình tỉa nha các bạn. Rồi mấy anh cảnh sát ơi, solo với em nè. Ơi cái này là một mình chấp mười mấy người, 20 người đó các bạn ơi, rất là đông nha, đông lắm luôn á. Đó đó các bạn, cảnh sát thì chưa có biết mình đột nhập vào đây đâu, mình sẽ thử tỉa nha. Đây các bạn, một hit hai em đó. Ui da, trúng rồi các bạn ơi, trúng rồi. Ôi, ba sao liền luôn các bạn, chạy đâu. Ê, nào nào, đâu 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 đâu, trúng một viên súng lục rồi các bạn ơi. Ây da, ây da. Mình tưởng đó là mình bắn súng nhắm mà không để ý chứ. Như vậy mà họ cũng thấy nè. Lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Lần đầu tiên thì mình sẽ chơi khô máu nha các bạn. Mình chưa có trộm xe đâu. Khoan khoan, từ từ đã. Để mình thử bắn nhau với cảnh sát. Thôi, lên đây đi mấy anh ơi, mấy anh sợ gì vậy? Kiểu như là chưa có phân biệt được hướng nào súng nhắm bắn ra đó các bạn. Nên cảnh sát dưới đang còn do dự kìa. Em ở đây nè. Lên đây nè. Ui ui ui. Trời ơi, mắc được cái giáp rồi. Ở đâu vậy? Lên đây, lên đây. Lên đây với em nè, lên đây với em nè. Ui da. Ở đâu mà bắn tùm la vậy ta? Đâu rồi, đâu rồi? Ui da, ui da. Lên đây, lên đây, lên đây, lên đây mấy anh. Lên đây với em nè. Đó. Ôi. Hình như là mình thục nó. Nổ xe luôn các bạn ơi, nổ xe luôn. Mình nghe tiếng vậy là mình biết nổ xe đó. Đó, đó, đó. Ơi, ơi, trèo lên hả, trèo lên hả? Trèo đi đâu, trèo đâu, lên đây với mình nè. Mình sẽ cố thủ nha các bạn. Mình ra ngoài đó là bắn nhau không lại với cảnh sát đâu. Một phần là cảnh sát có xịt găng nè, súng trường nè. Với lại là có cả mấy cái khẩu ui AR-15 đó các bạn, bắn đau lắm. Mình chơi kiểu như mình chơi máy lại nè. Đau đau nha, ở đâu bắn vậy, ở đâu bắn vậy? Mình nấp như này các bạn. Mình cũng không phân biệt được là cảnh sát đang đứng ở đâu bắn mình luôn á. À, ở đó đúng không? Ở đó đúng không? Ở đó đúng không? Rồi rồi, xong phiên các bạn ơi. Mình đã mắc hết một cái giáp rồi nha. Bây giờ mình chỉ còn lại cái máu không thôi các bạn. Ôi ơi, đau 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 đau. Trúng một viên súng lục rồi. Đưa cái đầu lên đây.
Các bạn xem này, núp nè, núp nè. Đưa cái đầu lên đây. Còn đau nữa không? 4 sao thôi các bạn ơi. Quá là bình thường. Bây giờ đau 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 nha, đau nha, đau nha. Mình đứng vậy nè các bạn, mình cũng đỡ được mấy lần đạn luôn á, bởi vì nó có cái vách tường này nè. Mình mà xuống dưới trong vòng 1 phút 30 giây là mình bay màu liền. Ôi, núp 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 núp. Ôi, trời ơi các bạn. Xì quá đến, xì quá đến, xì quá đến. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Mình mới thấy đứng đây mà. Đó, đó, đó các bạn thấy không? Nón bảo hiểm với mình nè. Đâu rồi mấy anh trai ơi, lại đây với em nè. Mình sẽ thử chơi cái nhà thứ nhất nha các bạn. Rồi, xong phiên luôn. Sao ngày hôm nay cảnh sát ít quá ta? Mình cảm nhận là cảnh sát hết đó các bạn. Ôi. Kê. Xì quá với mình nè. Mình thấy là đứng ở góc này các bạn, nó dễ ly hơn nè. Ôi da, ôi da. Trúng cái bờ tường, trúng cái bờ tường. Phía sau mình nó có mấy cái lá cây nè các bạn, khó chịu ghê luôn á. Rồi nha. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Xì quá nè. Mình có cả khói cay nè các bạn. Đây, đây, đây. Ôi, ê, đau, đau nha, đau nha. Đó. Ui, ui các bạn. Nửa cây rồi. Đau mấy anh, đau mấy anh ơi. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ui, tụt máu các bạn ơi. Tụt máu. Hơn nửa cây rồi. Núp vào đây. Bây giờ là mình chơi nó hơi bị húng nha các bạn. Một chút nữa mình cướp á thì mình sẽ chơi nó tinh vi hơn chút xíu. Lần đầu tiên là mình thử chơi đao với cảnh sát mà. Đó, nên mình chơi húng chút xíu ha. Bắn nhau thoải mái luôn, vi sót luôn các bạn. Ây da. Mình nhìn cái đèn của xe bọc thép mình tưởng nó là cảnh sát đứng chứ. Ây da, ây da. Đau. Tụt hết nửa cây rồi các bạn ơi, tụt hết nửa cây rồi. Đâu rồi, bazooka. Đó. Xe cảnh sát nè. Ui da. Cái bản mod xe cảnh sát là mình relay nha các bạn. Rồi, trực thăng đâu. Nhảy xuống nè. Ui, chui. Chạy lên đây nhanh vậy ba. Làm mình hết bồn các bạn. Rồi, xong phim luôn. Tuột hết nửa cái máu rồi các bạn. Sắp tèo rồi. Nè, đu dây xuống nè. Bắn cho té luôn. Máu mình nó sẽ hồi phục lên nha các bạn. Nhưng mà nó chỉ được đâu đó tầm khoảng là nửa cái máu thôi, chứ không có nhiều đâu. Nè. Đùa với mình nè. Qua đây đứng luôn các bạn. Rồi, đổi vị trí nha. Đau. Đau mấy anh. Ui da. Trời, tự nhiên mình đổi qua bên đây các bạn. Mình giống như là mình dòm vô cái góc rồi. Đó. Đùa với mình đi. Núp nè. Chạy lên. Đúng rồi, chạy lên. Ôi. Mình mặc đồ giống y chang như là mấy thanh niên ở trong khủng bố vậy các bạn. Cái bộ đồ này thông thường mình chơi online á, mình cũng hay mặc cái mặt nạ lắm. Rồi, xe cảnh sát hôm bữa mình ở đây nè các bạn. Ơ, ngày hôm qua chứ. Ngày hôm qua mình làm cảnh sát giao thông Việt Nam. Rồi, mới hôm qua làm cảnh sát thôi, ngày hôm nay để làm cướp rồi. Ơi, mình nhìn xuống bản đồ mini map các bạn, mình thấy chấm đỏ quá chừng luôn. Mà sao không ai đuổi theo mình thích vậy? Ơi, đau nha. Mình đứng trên đây khá nha các bạn. Chứ chút xíu nữa đó, mình xuống dưới mà mình đi cướp thì nó sẽ khác. Từ thôi. Còn ở đâu nữa không? Ôi ơi. Ôi, trên đó các bạn. Trên đó kìa. Bắn mình hả? Hình như là có một chiếc trực thăng đang đáp trên đó hay sao á. Đâu rồi ta? À, núp dưới mình nè. Hết rồi hả ta? Sao đồng cảnh sát ngày hôm nay ít người vậy? Để mình xem nè các bạn, 5 sao luôn rồi nè. 5 sao. Mà mình núp vậy là coi chừng mắc sao luôn các bạn. Ơ à, ngày hôm nay đi cướp mà ngon dữ vậy ta. Đó các bạn, cảnh sát không tìm thấy mình luôn nè. Rồi, núp xuống. Coi chừng vậy là mắc sao được nha. Đừng có đùa. Ngon là luôn các bạn ơi. Mình thấy có một xe cảnh sát đang chạy xuống tìm mình kìa. Rồi luôn, thấy rồi. Nào. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái cây súng máy đi các bạn. Đó. Cây này là. Ôi da. Ủa các bạn nghe cái tiếng sướng chưa? Ê.
chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Xuống dưới mình chơi luôn các bạn ơi. Mình thủ từ nãy giờ là không ai lên là mình hơi buồn rồi nha. Đó. Ui da, ui. Đau, 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 đau. Ôi, cái tiếng súng này bắn nghe đã ghê luôn các bạn ơi. Đúng thì kiểu là súng máy luôn á. Ui, nó sấy nè. Sắp đai rồi các bạn. Chơi khô máu luôn nha. Rồi, rồi, còn một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Ở đâu nữa, ở đâu nữa, ở đâu nữa. Ui, một viên thôi các bạn ơi, một viên thôi, tèo rồi, một viên thôi, tèo rồi. Ui, sắp kẹt rồi. Tự nhiên cái đoạn đó mình bắn không được các bạn. Rồi, còn một chấm máu thôi, một chấm máu thôi. Ở đâu nữa, ở đâu nữa, ở đâu nữa. Cũng ổn định ghê luôn các bạn. Nhiều lúc mình chơi thử là như vậy á. Rồi, tèo rồi. Nhiều lúc mình thử là như vậy đó các bạn. Nhưng mà nhiều khi mình cúp thiệt á, nó lại khác nha. Chưa chắc gì nó còn như vậy đâu. Rồi ok, và bây giờ mình sẽ thực hiện cái ví dụ nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ đứng từ ở trên đây và bắn tỉa xuống ha. Lúc nãy là mình test thôi các bạn, làm tên cơ thì tự tin lắm. Còn bây giờ làm thiệt nè, làm tên cơ nó hơi bị tâm lý chút xíu các bạn. Cho nên là mình chọn phương án bắn tỉa cho nó ổn định nha. Đâu rồi mấy anh cảnh sát? Mấy anh cảnh sát, hai người luôn, hai người luôn. Chạy đâu, chạy đâu. Ơi các bạn xem nè, không biết ai luôn, không biết ai luôn, không biết ai luôn. Ui da, đau, 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 đau. Ở đâu bắn vậy, ở đâu bắn vậy? Ôi các bạn xem nè, chỗ này có mấy cái kính, nó đỡ đạn cho mình được nhiều ghê luôn á. Nè. Ôi đứng yên kìa. Chỉ có một vài người phát hiện thôi các bạn ơi. Ui da. Đứng yên nè. Đứng yên nè. Ui ôi. Mình thấy ở dưới bản đồ minimap các bạn. Cảnh sát đang đến kìa, có cả trực thăng nữa. Thôi thôi không bỏ nữa các bạn ơi. Mình phải thực hiện càng nhanh càng tốt nè. Đó đó. Rồi 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 rồi. Ui, tụt hết nửa cái máu rồi. Đừng có nói hồi nãy giỡn á thì hay nha, còn bây giờ cười mía là xong phim luôn đó. Rồi các bạn ơi. Nè 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 nè. Rồi rồi rồi, nửa nửa cây, nửa cây, nửa cây. Mình sẽ cho mấy cái trái này xuống các bạn. Rồi nha. Đó đó đó, đuổi theo mình đi, đuổi theo mình đi, đuổi theo mình đi. Ngoài kia nữa kìa các bạn. Ngoài kia nữa kìa. Chạy vào đây, chạy vào đây. Đó, đùa với mình đi. À các bạn, hay là mình nhảy thẳng từ ở trên này xuống luôn. Như vậy cho nó ổn nha. Chứ bây giờ là mình thấy là mình hơi bị rung tay rồi các bạn. Lúc nãy thì tự tin lắm, còn bây giờ thì rung lắm luôn á. Nè. Nè. Rồi, 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 rồi. Nhảy xuống thôi các bạn ơi. Tranh thủ, tranh thủ. Ui, ui. Xong phim luôn rồi. Lên xe, lên xe, lên xe. Còn có nửa cái thôi các bạn. Đó. Mình lên được con xe bọc thép vậy là ổn định rồi các bạn ơi. Không có sao đâu, không có sao đâu. Rồi chạy ra ngoài luôn nha. Mấy anh cảnh sát là tưởng nó mình đứng yên chỗ đó các bạn. Mà anh chạy lên tìm mình. Không ngờ là mình nhảy xuống một phát một luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tìm đường mình trốn nha các bạn. Trốn cảnh sát thôi. Tập thứ tư thì mình sẽ tìm đồng đội nha. Nè xe cảnh sát nè. Làm sao cản được mình. Mà mình không biết là con xe này đi được mấy người đây ta. Để một chút nữa sau khi mà mình trốn hết xa các bạn, mình sẽ gọi đồng đội ra nha. Để xem thử là con xe này đi maximum được mấy người. Đi càng đông người á thì mình thực hiện cái phi vụ nó cũng khó lắm các bạn. Tầm khoảng 5-6 người á thì mình nghĩ nó sẽ ok hơn nha. Ồ, trốn ở đâu vậy ta? Chỗ này thì thông thường có một cái đường hầm mình hay trốn thôi các bạn. Rồi nhảy xuống, nhảy xuống. Ui, kẹt 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 kẹt. Rồi, bay xuống luôn, bay xuống luôn. Trời ơi. Con xe bọc thép này nó đù quá các bạn ơi. Rồi quanh qua quanh qua quanh qua. Nó khá là nặng luôn nha. Nên mỗi lần mình quanh đường này quanh đường kia nó khó lắm các bạn. Chỗ này nó có một cái đường hầm trốn nè. Nhưng mà thôi, lần này mình sẽ đi trốn chỗ khác nha. Bởi vì trong thành phố này các bạn, nó có rất là nhiều chỗ trốn luôn. Xì lốp. Xong phim rồi. Mình vừa nghe bắn cái tiếng xì một phát một thôi các bạn. Đó đó đó. Thông thường mình hay trốn chỗ đó nha. Còn bây giờ mình sẽ tìm chỗ khác mình trốn các bạn. Chỗ này có đường trốn hay là không đi ta? Ôi ôi, con xe đó đang đậu các bạn. Mình đụng một phát một, con xe đó lộn mấy chục vòng luôn. Tính ra là cái lực ủi của con xe bọc thép này là cũng mạnh đó chứ. Đây các bạn xem nè. Mỗi một phát một. Đó đó đó. Bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn. Rồi. Nè. Cảnh sát với mình nè, cảnh sát với mình nè. Chỗ này thì nó có một cái bờ sông nha các bạn. Khu này thì mình trốn nó cũng rất là ok luôn á. Trong kia là đường cùng rồi. Nhà ga đường cùng thì khó trốn các bạn ơi. Để mình tìm mà đường mình chạy xuống bờ sông nha.
Rồi rồi, thắng lại, từ từ thôi, từ từ thôi. Nhảy xuống luôn. Lộn mấy chục vòng luôn các bạn. Nào nào nào, lộn lại. Phải như vậy chứ. Bây giờ cái bánh xe nó bị xì lốp rồi các bạn ơi. Mình chạy trốn nó cũng khó lắm nha. Trời ơi, cái gì mà nó cứ chui cái mũi xuống không vậy? Đây các bạn coi nè, nó nghiêng rõ luôn á. Chỗ này có một cái đường hầm này các bạn. Ôi, chung được hay là không đây? Vậy luôn các bạn, nó có chút ác à. À, cũng ổn nha. Chỗ này có một cái đường hầm cũng khá là ok luôn các bạn. Nhưng mà cái đường nó nhỏ quá. Mình chung vừa chỉ có một lần xe thôi các bạn ơi. Cái này mà một chiếc chạy đến và một chiếc chạy lui á, thì phải có một chiếc nhường nha. Chứ hai chiếc mà đối đầu với nhau á là chạy không có lọt đó các bạn. Cái đường hầm này nhỏ lắm. Phía sau mình thì ok rồi các bạn. Phía trước ơi. Chạy xuống được hả? Chạy xuống được hả? Ôi mình tưởng như là ổn rồi chứ. Trời ơi, chạy xuống được các bạn ơi. Chạy xuống được, chạy xuống được. Rồi rồi. Quay lại, quay lại, quay lại. Cái chiêu này là mình hơi bị bờ rồ luôn các bạn. Ném bom mà mình kích nổ từ xa nè, mình hơi bị bờ rồ luôn nha. Chạy đến, trúng không, trúng không? Ôi da, ôi da. Ơi xin lỗi mấy ông chú nha. Mình quên quan sát các bạn, đụng như mấy ông chú vô gia cư đang nằm ngủ luôn. Nè 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 nè. Chạy ra đây. Chạy ra đây. Chạy ra đây. Chạy ra đây với mình nè. Đó các bạn. Ok nè, ok nè. Nhìn là chặn luôn các bạn ơi. Đó đó đó, được không, được không? Ôi, chỗ này là ngay đường cao tốc nữa hả? Chán vậy ta. Ê, nào 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 nào. Né sang một bên, né sang một bên. Con xe kia cái gì mà không nổ luôn kìa các bạn. Ghê vậy. Đó 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 đó. Không nổ, không nổ với mình nè, không nổ với mình nè. Cái đường hầm nhỏ xíu vậy cũng ráng chung vô với mình nữa chứ. Rồi luôn xong phim rồi các bạn. Ê ê ê ê ê. Ê ê. Chẳng đau rồi, chẳng đau rồi, chẳng đau rồi. Đừng 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 mấy anh ơi. Mấy anh ơi đừng đừng mà mấy anh ơi. Em sai rồi. Mấy anh xin lỗi em đi. Rồi xong phim luôn các bạn. Mình đã bị trụ hết ba cái lốp rồi. Tự tin cho cố vào. Lúc nãy có cái đường hầm các bạn. Mình trốn vậy là ổn định là ok rồi. Không chịu đâu. Còn ráng toan cảnh sát nữa. Quẩn với cảnh sát nữa. Bây giờ cảnh sát đuổi theo quá chừng luôn. Mà bị lủng hết ba cái lốp rồi các bạn ơi. Căng quá ta, căng quá ta. Mình chơi kiểu khó luôn các bạn. Mình không có phí lợi xe đâu. Hên quá. Mình vẫn còn nhớ là ở phía bên đây có một cái đường hầm. Rồi quanh xuống luôn nha, quanh xuống luôn nha. Mình mà căng cảnh sát vừa lại đây nè các bạn. Mình sẽ kích nổ toàn bộ số bom ở đó nha. Đó 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 đó. Đuổi theo mình đi, đuổi theo mình đi rồi biết. Ok, vậy là mình nghĩ cái ví dụ vậy là ok rồi các bạn. Ổn định rồi đó. Khi mà mình chạy xuống đây nè, là cảnh sát nó không thể nào nó tìm được mình đâu. Ở trong game GTA này nè, những nhà mà thiết kế á, họ toàn là chế tạo là mấy cái đường hầm với lại là mấy cái đường ray xe lửa đó các bạn. Mấy cái hầm để trốn này nè. Chủ yếu là cho mấy người mà đi làm head hoặc là làm nhiệm vụ giống như mình nhá, để trốn nha. Chứ mình nghĩ là mấy cái này nó không có công dụng đâu các bạn. Rồi anh trai kia chạy ra ngoài gì anh trai? Cảnh sát đứng ở ngoài nhiều lắm luôn á. Các bạn xem nè. Bây giờ là chạy bằng giành không nha. Chán ghê luôn, chán ghê luôn á. Từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Bị lủng hết rồi các bạn. Đèn xe đồ cũng hư luôn rồi. À, đã có cả đèn nóc luôn. Có không vậy ta? Ôi, còi hú luôn các bạn, còi hú luôn này, còi hú luôn nè. Rồi đó, rồi đó. Ngon lành chưa các bạn? Trốn được cảnh sát rồi nha, trốn được cảnh sát rồi nha. Rồi, vai cầu, phía rồi các bạn. Đó, như vậy đi, như vậy đi. Ôi, cái gì mà mình thấy nó chạy nó cứ chúi đầu hoài vậy ta? Khó chịu vậy. Để mình ra đằng kia mình test thử cái đồ chống đạn của nó nha các bạn. Để xem là kính của nó chịu được bao nhiêu lần đạn. Trong đây thì nó hẹp quá. Mình test thì các bạn không quan sát được đâu. Rồi. Quanh qua, quanh qua. Mình chạy vô khá là sâu luôn các bạn. Bây giờ quanh ra nó hơi cực nè. Mấy trái bom mà mình đặt cũng còn luôn. Rồi, vậy là chưa có ai chạy vào đây hết các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ test thử kính chống đạn của nó ha. Còn có nửa cái máu thôi các bạn. Còn đúng nửa cái máu luôn. Đầu tiên là mình sẽ test thử súng nhắm đi. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, năm viên, sáu. Ơ thay đạn hả? Đang địa điểm số 7 các bạn. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ơ
Ngon lành ngay chứ các bạn. Cây này là cây barret á, cái độ xuyên giáp của nó cao lắm nha. Mà mình bắn 12 viên, các bạn xem nè, cái kính chưa bể luôn. 13. Thôi khởi điểm đi các bạn. Một băng của nó là 6 viên mà. Mình xả hết 3 băng thì 18 viên. Đó, 3 băng 18 viên. Ngon lành chứ các bạn. Tiếp theo là mình sẽ thử cái khẩu súng đam cao nhất là khẩu AK nha các bạn. Khẩu AK nhưng mà cái này mình mod rồi, mình không có sử dụng nhẩm thanh được. Nên mình sẽ lấy cây MK2 đi. Rồi. Đây các bạn, MK2 nè. Mình gắn thêm cho nó giảm thanh nha, chứ có âm thanh là cảnh sát đến tìm mình liền luôn á. Tới công chuyện luôn các bạn. Nè. Rồi, test thử nha, test thử nha. Ui. Kính hơi bị ghê luôn các bạn. Hơi bị ngon đó, hơi bị ngon đó. Nguyên một băng đạn luôn nè. Rồi. Ngày hôm nay mình chôm trúng ngày hàng phải gọi là cực kỳ khủng luôn các bạn. Hàng VIP nha. Bắn quá chừng luôn nè các bạn ơi, không bể kiến luôn. Tiếp theo là mình sẽ thử cái kính ở đây đi. Bởi vì thông thường mình nhớ là xe bọc thép á, cái kính thằng khách các bạn thì nó sẽ yếu hơn là kính của tài xế nha. Đó, tùy xe thôi các bạn. Nhưng mà thông thường xe những con xe bọc thép trong Gatana này nè, thì cái kính ở đằng trước á, nó sẽ kính hơn, nó sẽ chắc hơn là cái kính ở đằng sau. Kính ở đằng sau luôn lúc nào nó cũng cùi mía lắm các bạn. Cái này là trong game thôi chứ mình nghĩ ở ngoài á thì nó sẽ bảo vệ hành khách nhiều hơn là tài xế đúng không ta? Hành khách ngồi phía sau thì nó phải quan trọng hơn ha, giống như che nhà tổng thống đó các bạn. Rồi, kính này thì nó cũng trúng đạn rất là ok luôn các bạn ơi. Vậy là ổn định ngon lành đó. Để mình thử mình chọn cho nó trái bom nha, để xem là nó có chống bom được hay là không nữa các bạn. Rồi, cho một trái nè, ngay gầm xe luôn. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Các bạn xem nè. Chống đạn rất là ghê nha. Nhưng mà bom á thì nó chỉ chịu được một cái thôi các bạn. Nó làm mình liên tưởng giống con Kuruma bọc thép đó. Kuruma bọc thép á thì bom á nó chịu có một cái thôi các bạn. Nhưng mà đạn á nó chịu được hơi bị nhiều nha. Lốp xe bắn thoải mái luôn các bạn, nó không có thủng lốp nữa. Còn con xe này mình không biết lốp xe sao đây ta. À bắn rồi các bạn ơi, hồi nãy cảnh sát bắn mình đó, nó bị thủng bình thường thôi. Một viên thôi các bạn. Vậy là tính ra con xe này á, nó được một cái là kính chống đạn cực kỳ tốt nha. Rồi, đèn hũ đâu? Bây giờ mình nhầm. Đây các bạn, rất là đẹp luôn. Ôi, full đèn này các bạn ơi. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Rồi, bây giờ mình sẽ thử là nó chở được bao nhiêu người ha. Bởi vì lúc nãy mình mod vào rồi mình làm video luôn các bạn. Chứ mình cũng không có test thử con xe này nữa. Làm gì mà nó chạy nó quăng dữ vậy ta? Rồi, bảo mod này thì nó chỉ giới hạn là 7 người theo mình thôi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, 7 người. Ôi, các bạn xem kìa. Ui, đu được sao luôn hả? Mở cửa vào được luôn. Rồi các bạn ơi, con xe này đi được 8 người. Đó, 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 đó. Ngon luôn các bạn. Wow. Mình nghĩ là nếu như mà mình sử dụng bản mod mình gọi ra thêm 500 anh em á, thì mình nghĩ con xe này có thể đi được ở phía trong kia có thể ngồi thêm được 2 người nữa các bạn, 2 người, và ở ngoài đây có thể đu được 4 người nữa, một chục người các bạn. Con xe này có thể được 11 đến 12 người nha. Ngon đó các bạn ơi, ngon đó các bạn ơi. Rồi, giờ mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video đây thôi ha. Không biết mình chạy sao mà nó chúi cái đầu ghê vậy ta. Mà được cái là tốc độ của nó chạy cũng rất là nhanh nha các bạn. Số 4 mà chạy được 100 mấy là ok rồi. Xe bọc thép thì các bạn biết là nó rất là nặng nha. Mà số 4 mình chạy được 100 mấy. Con này ngon đó các bạn. Chỉ bụng cái là nó rất là yếu thôi. Đam nó chỉ chịu được là một quả lựu đạn. Lốp xe chỉ bắn được một phát một thôi các bạn. Là lủng rồi. Cái gì nó cũng phải có bù trừ ha. Nhưng mà vậy thì mình thấy nó khá là ok rồi các bạn. Rồi thì tập 4 mình sẽ tìm thêm đồng đội nha. Những bạn nào mình thích mình mất nhân vật nào á, các bạn cứ comment ở dưới nha. Nhưng mà mình chỉ mất đâu đó tầm khoảng là một đến hai nhân vật thôi các bạn, một đến hai nhân vật theo ý của các bạn thôi, với lại là nhân vật của mình và thêm một đội nữa ha. Đội đó thì là đội gì các bạn hãy nhớ xem tập 4 nha. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Để mình chạy lên khỏi đường này các bạn ơi. Mình quên, mình mà nói chuyện với các bạn nữa là mình lủi xuống dưới rồi. Như vậy là hư xe luôn đó. Rồi, quay vào đây, quay vào đây. Ok, mình tạm biệt các bạn nha. Bye bye.